Truyền thông phòng khám cha tường yêu thương cho không, thì các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ tư, ngày 23 tháng 10 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, trong không khí ấm áp của những ngày cuối thu, chúng tôi muốn chia sẻ câu chuyện đầy cảm động của ông Trần Văn Thu, 78 tuổi, một bệnh nhân tại phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Ông Trần Văn Thu sống tại tỉnh Đồng Nai, đã phải chiến đấu với căn bệnh ung thư gan đa ổ. Hành trình hỗ trợ điều trị của ông không chỉ là một cuộc chiến với bệnh tật mà còn minh chứng cho sức mạnh của tình yêu thương gia đình và sự hỗ trợ từ cộng đồng. Sau hơn 3 tháng nhận được sự chăm sóc và hỗ trợ điều trị tận tình từ các đội ngũ các thầy thuốc tại phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, ông Trần Văn Thu đã có những dấu hiệu tích cực. Các khối u đã teo lại, cơn đau nhức thuyên giảm đáng kể và sức khỏe của ông đã hồi phục nhiều hơn so với những ngày đầu. Ông Trần Văn Thu không chỉ có thể đi lại mà còn tìm thấy niềm vui trong những bữa ăn cùng con cháu. Tuy nhiên, với tuổi cao, ông Trần Văn Thu luôn mong mỏi có thể sống vui, vẻ, khỏe mạnh bên gia đình trong những tháng ngày cuối đời. Phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí với sứ mệnh mang lại sự chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân, đã nỗ lực hết mình để biến ước mơ đó trở thành hiện thực. Phòng khám không chỉ hỗ trợ điều trị bệnh ung thư mà còn tạo ra một không gian ấm áp nơi ông Trần Văn Thu có thể tận hưởng những khoảnh khắc quý giá bên người thân, gia đình. Gia đình ông Trần Văn Thu vô cùng biết ơn Đức Chúa Trời, cố linh mục, nhà nghiên cứu Cha Pedro Nguyễn Văn Tường cùng tất cả các thầy thuốc và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã đồng hành và hỗ trợ trong suốt hành trình này. Chính nhờ sự chăm sóc tận tình và tấm lòng nhân ái của mọi người, ông Trần Văn Thu đã có thể tìm lại niềm vui trong cuộc sống. Câu chuyện của ông Trần Văn Thu không chỉ là một hành trình chiến đấu với bệnh tật, mà còn là một minh chứng cho sức mạnh của tình yêu và lòng biết ơn. Phòng khám cha tường yêu thương cho không thì các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, sẽ luôn đồng hành cùng bệnh nhân và gia đình trong mọi chặng đường, mang lại hy vọng và sự sống cho những ai cần. Phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Tin rằng mỗi cuộc sống đều quý giá và đáng được trân trọng, hãy cùng nhau lan tỏa yêu thương và hy vọng để những ước mơ cuối cùng của mỗi người đều được thực hiện. Xin trân trọng. Dạ thưa chú có thể cho con biết là họ tên gì với mình đến từ đâu vậy chú? Tôi Trần Văn Thu, đến từ Đồng Nai. Chú có thể cho con biết cái triệu chứng ban đầu của chú như thế nào? Con bị ngộ xương. Bị bệnh ở bệnh viện nào? Chứng ban đầu thì tôi xuống bệnh viện Đồng Nai. Triệu chứng là sao vậy chú? Nó triệu chứng đó là lúc đầu tiên là tôi đi kiểm nhiều, tôi đi khám thì nó loại ra u ra. Là bệnh gì vậy chú? Bệnh sơ gan, u gan. U gan. Rồi ở Tây á, bệnh viện á, ta tư vấn chú trị như thế nào nhỉ? Đầu tiên vô Đồng Nai thì nó trị tôi, nó vô thuốc tôi được 3 lần. Thì tôi thấy người nó mệt quá, tôi không có vô thuốc nữa. Thì con em tôi nó ở Sài Gòn á, nó kêu xuống được ông về cha tường đi. Thì tôi mới nghe em để xuống cha tường. Rồi cái ngày đầu tiên á, mà chú xuống đây á, tới điểm này là bao nhiêu ngày và sức khỏe chú ban đầu xuống như thế nào vậy? Sức khỏe xuống ban đầu nó yếu á, nhưng mà lúc xuống đây coi như là được 2 tháng. Thì xin ông thầy quý mới cho tôi đi khám rồi về trình giấy cho thầy Thanh. Rồi Thanh nói kết quả của ông tốt, ông ăn uống tốt,
mà bây giờ cái những cái chỉ tiêu ở trong người ông bây giờ xuống bình thường rồi. Mình đi khám bệnh viện nào chú? Tâm gì đó. Minh Tâm và Vinh đó. Minh Tâm Vinh. Thì trong công ty đó thì ông thầy cho biết cái khu nó ngắt rồi, nó không có phát triển nữa. Mà những cái chỉ tiêu trong người tôi á thì nó xuống bình thường. Kết quả như vậy chú gia đình được có mừng vậy chú? Mừng chứ, mừng lắm. Thì mừng là coi như là kết quả của tôi nó không có còn sự đau đớn nữa. Thì trước là cũng cảm ơn Chúa, Đức Cha Tường, các nhân viên ở trong trại khám này đã giúp đỡ tôi rất thận trọng, cho nên tôi rất cảm ơn. Cái thời gian mà trị bệnh ở đây á, là cái gạo, nước, thuốc của chú nhận như thế nào, và có ai đề cập về tiền bạc như chú? Cái thời gian mà tôi điều trị đây là chỉ biết đi khám, rồi thầy cho thuốc về ăn uống, chứ tôi không có nhận cho đồng bạc nào. Thì cái tinh thần thái độ phục vụ các thầy đây sao vậy chú? Rất tốt, theo dõi rất tốt, thầy quý. Các thầy đã tư vấn chú như thế nào, chú có thể... Thầy tư vấn thì theo thầy Thanh thì nói gì vậy? Lúc trước á, thì cái hồ sơ của bệnh viện á, ví dụ như nó 80, bây giờ nó xuống 40 rồi. Đó, bây giờ những chỉ tiêu của ông là nó xuống bình thường rồi. Cái khối u của ông mà nó ngắt rồi đó, nó không phát triển nữa. À, trong thời gian chị bị bệnh ở đây á, có để lại cái ấn tượng gì chú không vậy? Ấn tượng sao cơ? Tức là có cái gì mà để lại trong lòng chú mà khi chú rời khỏi cái này chú còn nhớ luôn nhỉ? Tôi rất nhớ. Nhớ phòng khám, tôi nhớ những ngày tôi đi khám bệnh ở đây với các thầy, cũng như là cảm ơn Chúa, cảm ơn thầy đã ra thuốc để tôi cứu vớt tôi những ngày cuối cùng của cuộc đời. Vậy thì khi mà chú về nhà rồi đó, rồi chú tiếp tục giữ gìn pháp độ đúng không? Vâng, tôi vẫn giữ pháp độ của tôi cha cho. Tôi cũng cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn các thầy cũng như những nhà hảo tâm đã giúp đỡ chúng tôi. Tôi lại còn cảm ơn. Rồi, cảm ơn chú. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn cho bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dưỡng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không.
Cha Phêrô ơi, Cha đã về với Chúa. Bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi, con thương nhớ đong đầy. Đến bây giờ vẫn khắc khoải không ngôi. Trước lúc đi Cha dặn cho bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ai yêu thương. Nhưng Cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thủ oan, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và Cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công tình mà Cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phòng khám cho không chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư Cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên Cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường. Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá Cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được Cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên Cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường. Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi.
chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời, để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà... Truyền thông phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành.
cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.